Dịch vụ nhà rẻ Đắk Nông xin trân trọng kính chào quý bà con cô bác nhé. Hôm nay nhà rẻ Đắk Nông xin trân trọng giới thiệu một mảnh đất view hồ rất chi là đẹp luôn. Nhìn là ngất ngây luôn. Nhìn này, hồ này thấy đất đẹp này. Mênh mông mặt hồ. Đây, đường to xuống tận rẫy luôn. Đất đất bằng đẹp này. Có ngôi nhà nhỏ ở cuối chân hồ này. Đây. Khí hậu thì quanh năm mát mẻ, tuyệt vời luôn. Mặt hồ rộng, gần trung tâm huyện luôn. Đây quý bà con nhìn này, nhìn rất ngay luôn. Đường bê tông là vào đến tận rẫy luôn. Đấy. Nhìn có chiếc xuồng này, xuồng máy này. Đấy. Như lúc mệt mỏi là chúng ta có thể bật xuồng máy lên. Rồi kiếm vài thùng bia rồi anh em ngồi nhâm nhi chạy xung quanh hồ vậy đó. Nói chung là nhìn rất chi là tuyệt vời. Quý bà con cô bác nào mà có nhu cầu về view hồ ấy thì cứ liên hệ dịch vụ nhà rẻ Đắk Nông, chúng tôi sẽ cung cấp những cái mảnh đất rất chi là đẹp. Nhìn ngất ngây luôn. Mảnh này mà chê là không còn mảnh nào đẹp nữa. Quá tuyệt vời. Mảnh này là bao nhiêu hết anh? 3 hectare đấy hả? Mảnh này là 3 hectare đấy, đất bằng phẳng. Đấy. Mà giá cả thì rất chi là phải chăng.